sau anh em buổi trưa nhá. Rồi chúng ta vào đông đông nhá, tao mài cây đồ nghề cho anh em nhá. Ok Trung Nguyên nhá. Vào chia sẻ bạn like nhá. Rồi hello anh em nha. À nói chung cảm ơn anh em, đặc biệt cái này rất hot như thế này mình cảm ơn. Nói chung là từ hôm kia hôm qua đến giờ nói chung số lượng anh em tới 50 người rồi. Thì cái này rất mong anh em thông cảm những cái comment từ Messenger cho tới Zalo không thể nào Đình Tuấn kiểm soát kịp được. Cái này là mình ưu tiên cho tất cả những anh em nào của Đình Tuấn trước nha. Còn anh em ở bên ngoài thì chúng ta từ từ, bởi vì bây giờ nó thiếu đồ. Đấy, nói chung là số lượng tới 50 người rồi. Đấy. Đúng rồi, anh Hùng ấy ngày xưa học viên ở đây mà. Bởi vì anh thấy Đình Tuấn bán nhiều quá, anh ấy buồn hay sao vậy biết được không? Nó khổ vậy. Rồi, đấy, cảm ơn anh Hùng nhá. Tại Đình Tuấn đang nổi rồi, anh lại đưa tôi lên. 50 anh em ủng hộ rồi, đông quá bây giờ làm không kịp. Còn cái này mình ưu tiên cho anh em mua chọn bộ, mua combo nhá, để vào trong nhóm học. Đấy. Thì 4 đến 5 ngày nữa tất cả những anh em đã nhận được hàng thì chúng ta sẽ vào trong những nhóm group nha. Chọn ngoáy, những ngoáy vừa thôi, đừng để chạy sấp bắp. Má thần y gì đâu, cứ đăng cái buji lên trắng bóc như vậy thì sấp bắp cháy ngay. Chán với thần y thật. Thần y cứ làm cho cái sấp bắp nó trắng bóc lên thì đương nhiên là sấp bắp sẽ cháy ngay, mọi người hiểu không? Can thiệp vừa phải nha. Ok, khoảng 12 giờ thiếu 15 mình chia sẻ cho anh em con phiêu bất lửa to áp ở ngoài tiệm mới nha. Mình đang mài với cây này chút, thế này mình mài khoảng 5-7 cây về nhà anh em nhìn thấy cái ba gem rồi, anh em cứ mài nha, anh em mài cho mình cái kim ba cạnh nha. Ok, học qua online được em ơi, cái bình xăng ấy chả có gì đâu em. Đồ cái riêng em làm phun xăng điện tử được thì cái bình xăng này nó đơn giản lắm. Trời ơi. Rồi thì Tuấn thì xếp hàng không kịp thì anh em có thể liên hệ với anh Hùng mua đồ nhá. Anh Hùng anh bóp giá cho 2 triệu rưỡi cho tới 3 triệu. Còn Đình Tuấn giá nó rẻ lắm, đây. Số lượng thì không còn nhiều anh em hiểu không? Bởi vì nó còn cả bét cả đồ nữa thì số lượng anh em tới 50 bộ thì thật sự nó không kịp. Cái này mình chỉ ưu tiên cho tất cả những anh em của mình thôi nha. Còn anh em ở bên ngoài thì từ từ nhá. Đấy, khoảng 1 tuần nữa mới xong. Đấy, cái này thì mài cho anh em vài cây về nhà anh em lại tiếp tục mài theo ba gem của mình. Nhá. Mài cái này chắc ai cũng dễ rồi. Đấy, cái quan trọng là cái pet whittler để chúng ta xử lý nó. À. Rồi tí nữa mình ra ngoài mình chia sẻ cho anh em con xe fuel. Fuel FI bị mất lửa cao áp nha cả nhà. Chưa con ơi, xíu nữa chơi rồi. Đó. Ờ. Đây hôm qua cảm ơn anh Hùng nhá, hôm nay tranh thủ nhân dịp này em cũng các bác luôn. Đấy, cảm ơn anh Hùng. Đấy là tiếp tục cho Đình Tuấn nó nổi đình nổi đám trên cái mạng xã hội này, trên về cái làm mình sang con. Đấy thì hôm nay em làm mông cơm, em cũng các bác đấy, đã phù hộ cho Đình Tuấn. Cảm ơn các bác đã phù hộ cho Đình Tuấn được thêm 50 anh em. Từ đêm hôm qua giờ được 40 anh em nữa đăng ký làm lợi xăng. Đó, cảm ơn mọi người. Đấy, hôm nay cũng là nhân dịp thôi nôi thằng cu của Đình Tuấn luôn, tròn 6 tuổi. Happy birthday. À, mọi người thấy không?
Đây, happy birthday bà bên trong và bà bên ngoài thì Điệp Tuấn cũng tạ các bác. À, các bác cũng tạ các bác anh em thấy không, like chia sẻ đấy. Đấy thì nhân dịp 40 anh em đăng ký làm đợi xăng thì mình cũng có một chút tiền đấy thôi, mình có một chút số dư mình làm mâm cơm nhỏ cúng mời thỉnh các bác luôn luôn phù hộ cho tay ga thì Tuấn có tọa lạc tại 389 Ngô Gia Tự đấy, làm ăn lên tiền vào cứ kiểu mà như nước, tiền ra cứ như kiểu giọt cà phê ấy, mọi người hiểu không đấy. Cảm ơn đấy, rồi đi bôi bố thân cúng nha. Đó, hôm nay thì có gì mình chia sẻ thật luôn, ở đây là cửa hàng nhỏ mình nha anh em. Cửa hàng nhỏ thì mình hoạt động thì mình không đụng tay, anh em đụng tay bằng anh Hùng chọt có ngày khoảng 3 bình xăng không bằng nha, riêng cửa hàng nhỏ này. Ok được nha. Đó, cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em. Đó, mình có dấu diếm gì đâu mọi người, chẳng có gì phải dấu diếm cả. Đó, làm ăn ok cái là phải cúng ngay mọi người hiểu không, cúng ngay đa tạ ở bề trên các bác đã phù hộ. Anh em ủng hộ nhiều vô anh em ơi, mình kiếm anh em ít tiền thôi, mấy trăm nghìn thôi, cho anh em ở nhà anh em chọn. Nó mất thời gian lắm nha anh em nha. Đồ á đâu như anh Hùng đâu, anh sẽ cung cấp cho anh em mấy cái mũi khoan, anh bóp giá 2,5 triệu cho tới 5 triệu. Quá ghê thật, anh chưa đủ chín. Alo, lấy đồ lấy tiền á, chờ anh nửa tiếng anh đi, không có gian lính nó đưa cho nha. Không có ở đây, ghé 389 Ngô Tử đó, mày đi ngang vào đây. Xin chào anh Quyết nha. Nóng quá anh em ơi, thời tiết ở bệnh viện này khá là nóng nha cả nhà. Tay ga xuân dần gọi cái gì biết nữa. Gọi gì ăn dần. Anh em cứ khủng bố em nữa là lên 100 thần y giờ đó nha. Mài không kịp, mò hết cả đá rồi. Về nhà mọi người chọt mấy bình xăng lấy lại vốn anh em. Bình xăng có gì đâu không hiểu. Chào Quyết em trai nhá. Tại sao bình xăng lại hot? Hà Nội Buôn Đôn, bác Trúc Minh Huy luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn và học giỏi. Cháu cảm ơn bác nhiều. Tại vì xăng cao đó ăn. Tại sao? Thần y đi ngủ đi, người ta lại đánh thức thần y ngủ dậy. Mẹ nó cấp cho mấy cái mũi khoan về nhà khoan, mẹ gãy hết cả bình xăng, mẹ bóp giá 2,5 triệu, mẹ phốt người ta lên trên mạng, mẹ em đúng là lại ăn luôn đó Hùng ơi. Cuộc đời ăn đúng là thật sự. Tí nữa khoảng bây giờ mấy giờ nhỉ? Rồi 12 giờ đi, 12 giờ mình ra mình chia sẻ anh em trên con xe của Thu nha.
Mình mài mấy cây nữa để chiều nay mình ship cho đủ anh em. Nó nhiều quá anh em ơi, số lượng lên cả gần 100 người rồi. Mài này mất thời gian ghê nhá anh em nhá. Giá rẻ Nguyễn Tiện ơi, inbox Zalo cho em 0909755993 nha. Em cung cấp cho anh em bét sáo đầy đủ nha. Về nhà chọt mấy bình xăng là có dư rồi. Còn 95-98k bộ anh em mua về nhà không ai hướng dẫn không làm đâu. Mà cây em cũng không mài cho đâu nha. Em chỉ cung cấp cái tài liệu ra thôi. Còn anh em nào chơi combo thì em cung cấp cái cây mài cho này. À, ta 98k tay ga Xuân Dần ơi, 98k bộ làm lợi xăng con bao nhiêu tiền vậy thầy Tuấn ơi? 98k ăn Dần ơi, đồ quá em cho các bạn thần y chết mẹ hết luôn. Im lại làm kiếm đồng thì không chịu, lại cứ muốn là thể hiện đẳng cấp. Nhiều thằng mà cứ thể hiện đẳng cấp là chết ngay, nên người ta mới xin ra, người ta bảo cóc chết tại mồm, ất chết tại nhái, nhái chết tại mồm, anh em thấy không? Im lại làm thì không sao đấy, tự nhiên cứ bô cái mồm lên. À, cuộc sống nó lạ thật, đang ăn ngon lành thì không chịu, lại cứ muốn lên trên mạng để thể hiện đẳng cấp thì toang thôi. 98k thay ra thôi Dần ơi. Thầy có chết tại mồm không? Thì mẹ mồm này ăn nói hay làm sao mà chết được ở Hùng Lê. Mồm này nói nó phải đúng nơi, đúng chỗ, gọi là từ sủa đấy ăn. Thì mẹ cần chỗ nào sủa rồi sủa. Con người cũng như con chó mà anh em. Con chó khôn nó biết sủa ở lúc nào. Và con chó ngu thì cứ sủa lung tung, cho mẹ ăn củ riềng luôn. Lại vụ gì thế ăn tay ga Xuân Dần, ăn bớt xàm em nha Dần. Ăn thì hay xàm lắm á. Im làm, công việc ai người đó làm, đừng có đụng tên nhau làm cái gì hết. Ôi trời, mồm thì Tuấn xong kiếm tiền xong kinh lắm bạn. Mẹ không kiếm được tiền, mồm sinh ra cái mồm không kiếm được tiền thì toang à anh. Cái mồm nó bẩn lắm anh Hùng Lê ơi, cái mồm nó bẩn ghê lắm, cái mồm mà. Cái mồm thứ nhất là nói này, ăn tục nói phét này, cái mồm là cái bẩn nhất đúng không Dần? Chỗ nào cũng múc được hết á. Đúng không Dần? Dần không nhận không? Cái mồm là cái bẩn ghê gớm lắm. Cái mồm này ăn ngon này. Đấy, cái mồm nói ra làm sao này. Cái mồm làm sao phải để gái nó yêu này. Mẹ cái mồm ghê thật. À, lâu lắm rồi, bao nhiêu năm về trước rồi, bây giờ mới mài lại cây này lục bất nghề. Có 100 bộ cho mấy anh em? Trời ơi, có nhiều đâu, 3 ngày có 100 bộ cho mấy, gần 100 bộ. Thế nữa mình chia sẻ cho anh em con phim chờ mất lửa cao áp nha. FI 12 giờ đi. Mình chia sẻ cho anh em phim chờ mất lửa cao áp.
Và khi bạn mất lửa cao áp mà chết mặt IC, các bạn cần phải thay cái gì? Đừng lắp IC vào nhá, lỡ mày nó xui lại chết tiếp nha cả nhà. Ok. Đấy, cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em luôn ủng hộ, giá rẻ quá ủng hộ. Mồm bét máng à thầy Tuấn ơi, giỏi, tay ga Xuân Dần chuẩn. Chuẩn luôn, tay ga Xuân Dần nói chuẩn luôn, cái gì chuẩn thì Tuấn công nhận là chuẩn. Các bạn ơi, trên mạng này đừng ai thể hiện là đẳng cấp. Lên trên mạng này đừng thể hiện là mình là tài. Bởi vì sông sâu sẽ tín lặng. Thấy không? Lúa già thì lúa sẽ gật đầu thôi. Lên trên mạng này đừng thể hiện đẳng cấp. Và đẳng cấp khi chúng ta có cái gì, đó mới gọi là người đẳng cấp. Đúng không cả nhà? Mài 2 cây luôn. Quan trọng chúng ta làm được gì và có gì, đó mới gọi là sự đẳng cấp. Còn lên mạng chỉ muốn là hở để đấu đá và dợ hơi nhau để sống thì không được. Mình đúng là kiếm tiền đa năng thật anh em ạ. Đủ cái môn gì mình cũng bán ra, anh em cũng mua hết. Đang te te bán nước tẩy rửa, lại te te đâu bán cái bộ làm lợi xăng này. Kinh doanh đủ các kiểu. Tay ga Xuân Dần không được tăng người lung tung vào nha anh em. Tay ga Xuân Dần đừng có tăng tên lung tung vào. Mới thằng mà trên đời này nó giỏi cứ để người ta làm đi. Toàn là các cha các bố mẹ nghĩ làm sao mở mắt để kiếm ngày được 1 triệu, giá chịu nghỉ. Cứ muốn lên trên mạng để đấu đá với nhau. Thú nghĩa cũng vậy chứ có cái gì đâu phải tăng tên à. Tay ga Xuân Dần đây anh coi này em trai ơi, cái gì vậy ta? À nhiêu sáu mấy năm mấy hả? Em ơi, ok thank you. Cuộc sống mà tất cả nó chỉ là hư vô. Mình không ngờ cái vụ làm lợi xăng này mình lại bán không kịp như vậy. Mình nhập về có 30 bộ, mình nghĩ rằng mình chỉ có bán cho anh em của mình trong nhóm học, nhưng không ngờ bây giờ nó lên tới mức độ gấp 3 lần. Chắc có nghĩa là mai đột biến mọi người ạ. Mai đột biến. Đến lúc bây giờ những cái chỗ công ty mà ông Sáo người ta bảo khoan không kịp, bởi vì hồi giờ ít ai đặt số lượng lớn. Sao dạo này Đình Tuấn lại đặt nhiều thế, cả ngàn con vậy? Thì người ta sẽ khoan không kịp. Hẹn anh em đúng thứ tư tuần này có hàng. Trả tất cả cho anh em. 69, 6 phụ, tất cả mỗi thứ là 1.000. 1.000 con anh em biết bao nhiêu người nhiều không? Nó khá là nhiều. Thầy Tuấn nhiều tiền thế, tiền mới đi bốc nóng, tay ga Xuân Dần. Thích thì ra ngoài kia bốc nóng thôi anh ơi. Bốc nóng về nhà thì đầu tư làm lợi xăng. Bỏ dừa đen bê cho em.
bỏ dự án B tí đau lưng lại không đi được. Đó đi, tí cho mọi đứa về nhà mà ăn. Có dịp nào đấy em ra phía Bắc em gặp anh Dần và anh Hùng, em mời mọi người đi nhậu. Sao đây? Toàn cao thủ không? Sợ. Sống tất cả trên đời này, dù FI hay làm nồi côn ấy, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Tất cả nó chỉ là như thế. Chúng ta mỗi người bớt một cái tôi lại thì cuộc sống này có thể là chia sẻ cùng nhau kiếm tiền nó hay hơn. Hay hơn là thay vì là bóp giá nhau. Người Việt Nam là vậy, luôn luôn mẹ cứ rình mò bóp giá nhau. Cuối cùng bóp giá bóp lộn nhà giàu. Cảm ơn anh Hùng Lê. Cuộc đời làm sao cứ phải chia sẻ để anh em tin tưởng mình là ok. Cái điều đó mình quan trọng, mình phải làm nhất. Tiền ai cũng cần, nhưng tùy theo cái để bóp giá nhau. Tôi đảm bảo anh em cái này ngoái biển xăng, tới khi nào anh em không còn làm nghề sửa xe nữa nó cũng không hư. Đó, khi nào anh em không còn làm nghề sửa xe nữa nó cũng không hư. Anh em hiểu không ạ? Khi nào chúng ta không còn ở trên đời này nữa nó cũng không hư. Tay ga Xuân Dần hỏi bảo tại sao ăn Dần anh không đớp nhưng tay ga Tiến Tuấn lại đớp mất. Tay ga Xuân Dần hỏi lại đi. Bảo trên online tại sao không bán hàng online và dạy phu sang điện tử đi. Nhờ ăn Dần bảo mấy Hùng như thế. Đấy, lên trên mạng bán hàng online, dạy online là vàng đấy. Vào hút đi. Có lên có húp được không? Chưa ăn cơm anh trai ơi. Em đang làm cái bộ làm xăng chút. Em chuẩn bị chia sẻ đây. Để chiều em sợ khách hàng lấy con xe future mất, em sẽ chia sẻ. Tôi là làm kinh doanh và kiếm tiền mà tay ga Xuân Dần. Cảm thấy nó hợp lệ, hợp pháp là mình kiếm theo cái lương tâm, chứ không phải là anh em với nhau bóp giá thì bại 2,5 triệu. Má cái 2,5 triệu tôi cay tới bây giờ luôn ấy. Má vậy mà đòi tình nghĩa cái mẹ gì, hợp tác cái mẹ gì, bóp giá ngay của thằng nhỏ 2,5 triệu. Mẹ đúng là phải nhìn người để bóp giá chứ ăn Dần. Bóp giá bóp không đúng đối tượng.
bóp ngay của thằng đại tử của mình, nó bóp giái mình. Bởi vì mình dư tiền thôi. Mình mài 2 cây nữa nha anh em. Rồi anh em cúp máy thì mình chạy ra tiệm trước. Mình tại tiệm 2 mình liên chia sẻ cho anh em con xe của Futuze nhá. Ok. Số lượng anh em nhiều quá mình mài không kịp đâu. 2 4 6 8. Cái này tất cả những anh em nào thân quen mình mới gửi nhá. Còn những anh em ở bên ngoài thông cảm nhá. Do hàng mình không đủ. Rồi và nó kèm theo cho anh em tài liệu và đồng thời chó mọc online và đồng thời bet Whistler nha cả nhà nha. Rồi thank you tất cả anh em, chờ khoảng 10 phút nữa nha. 10 phút nữa nha anh em.